Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hantai Channel. Và hôm nay Dragon City đang bán một cái thành viên mới các bạn ơi. Con này có cái tên là Solas. Bé này thì bán với giá là 400 viên game nha. Được sell off tầm khoảng 90% á. Ở đây là các bạn sẽ thấy 4.500 nha các bạn. Tầm khoảng đó thôi. Anh em chúng ta tụt xuống còn có 400 thôi. Giảm rồi là rất là nhiều ha. Rồi, ở với cái thành viên này thì sau khi các bạn mua, các bạn sẽ được tặng thêm một một cái rương thức ăn nữa ha. Ở đây sẽ có tầm khoảng 230.000 thức ăn. Rất là tuyệt vời nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với thành viên đó luôn nha. Hôm nay anh em mình sẽ cùng nhau chào đón cái bé siêu phẩm này. Wow, tay của bé này thì cầm hai chiếc sừng ha các bạn. Đó, giống như chiếc xe đồ chơi vậy đó, nhìn rất là cute luôn. Rồi ở đây thì bé này sẽ có tập khoảng 4 chiêu thức nha. Anh em mình cũng nghía nhẹ cái thành viên này một chút xíu nha mọi người. 4 chiêu này thì sau khi luyện xong lượng đam của cái chiêu lửa. Wow, 245% đam các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn. Với cái tuyệt chiêu nguyên thủy này thì anh em mình sẽ có là 33% đam nha. Và tuyệt chiêu điện này thì chúng ta sẽ có 145%. Wow, chiêu cuối 199 luôn. Ui la la, quá tuyệt vời ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ cùng nhau xem thử cái cuộc đua Heroic. Mình đang bị kẹt ở cái chỗ là này, chúng ta sẽ phải đi thu hoạch nha mọi người. Mình sẽ đi mua những cái bông, những cái thức ăn này để kiếm thêm những chiếc búp nha. Và bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ thì các bạn có thể ghé vào cái trang của mình là trang hntchannel.com để xem và cập nhật những cái thông tin mới về cái tựa game Dragon City nha mọi người. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đi thu hoạch nhẹ một ít vàng. Hiện tại thì HNT đang cố gắng để kiếm được tầm khoảng 30 triệu ha. 30 triệu vàng thì chúng ta sẽ mua được một cái môi trường sống cho rồng nữa. Rồi, cố lên. Wow, 27 rồi các bạn ơi. Anh em mình thu hoạch nhẹ nhẹ, sương sương xíu thôi là cũng gần đủ luôn rồi nè. Wow, 29 rồi. Rồi, vậy là 30 triệu vàng đã về tay. Còn chút xíu nữa, còn một chút xíu nữa các bạn ơi. Thu hoạch hết một hòn đảo luôn nhưng mà nó vẫn không đủ vàng cho anh em mình. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ vào shop và mình sẽ mua được thêm một cái môi trường sống cho rồng. Đâu rồi? Đây, cái môi trường sống này nó sẽ cho anh em mình tới 5 triệu điểm kinh nghiệm lần các bạn. Đó, anh em mình sẽ lên level rất là nhanh nha. Rồi, còn ở đây thì mình còn thêm một cái hòn đảo mình chưa có thu hoạch nữa nè. Đó, thu hoạch xương xương thôi là anh em mình cũng có được vài triệu vàng bỏ túi ha. Rồi, nhiệm vụ này thì anh em mình không thể nào bỏ qua được. Chúng ta sẽ cố gắng cày. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái khu vực để review cho các bạn xem về sức mạnh của cái thành viên này, xem nó như thế nào nhá. Khu vực này là cái khu vực Lich. Đây rồi, mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Lượng đam đầu tiên được tăng gấp đôi lượng sát thương luôn. Ở đây thì mình sẽ làm chậm cho các bạn xem cái hiệu ứng của cái nhân vật này như thế nào nha. Wow, chạy một cái rẹt. Ô la la. Wow, và tem bạn cũng không phải dạng vừa các bạn ơi. Một hit thôi là tem bạn bế đi thành viên của tem mình rồi. Quá ghê gớm luôn. Còn lần này thì anh em mình sẽ đến với khả năng hút máu siêu bá đạo đi. Rồi, Chules. Nhân vật này thì level là 40 ha. Anh em mình sẽ thử với tuyệt chiêu đặc biệt. Đây, chiêu đặc biệt sẽ dành cho người đặc biệt nha. Victory. Rồi, nhân vật tiếp theo thì bạn này level là 103. Wow, 103 các bạn ơi. Anh em mình sẽ nhờ cái thành viên đó chính là ma cà rồng ra để mình giảm bớt cái lượng máu của tem bạn trước ha. Sau đó thì mình sẽ đến với cái bé này. Đây, hàng nóng thổi vừa xơi. Tính ra cái con này nó ngồi trên chiếc xe là nó to gấp đôi lần những cái con rồng khác luôn á các bạn ơi. Wow, vị trí này thì anh em chúng ta sẽ phá cái bộ giáp của nhân vật Titan này trước.
Ui, tay bạn có hai thành viên đều là Titan luôn ấy. Ca này hơi căng nè. Anh em mình bật là cái chiêu búp máu đi. Mình sẽ búp coi cho cái nhân vật bên trong. Rồi, pha này thì siêu phẩm xuất hiện. Wow, nguyên một cái làn lửa đỏ ha. Rồi, ở đây thì anh em mình đang có sát thương tăng gấp đôi nè. Chúng ta sẽ chào đón thành viên này luôn. Wow, victory các bạn ơi. Ngon lành chưa? À, anh em mình nãy giờ quên chạy ra thu hoạch nhãn cái để chúng ta kiếm thêm được một ít. Wow, được 3 cái luôn. 3 chiếc búp nhẹ. Rồi, hiện tại đã được 12 trên 29 rồi anh em ơi. Khu vực này thì mình gẹo được tầm khoảng 3 bạn nữa nha. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn đừng quên để lại cho Hante một subscribe nha mọi người. Đây, các bạn nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh Hante Channel nha. Wow, bạn nào mà xem trên điện thoại thì các bạn kéo nhẹ xuống dưới video sẽ thấy cái khung này nha. Cái nút subscribe sẽ nằm bên góc tay phải nha cả nhà. Wow, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ khèo nhẹo đến từ nhân vật đó chính là Macaron. Cố lên anh em ơi. Đây, sát thương anh em mình đang được tăng tới gấp đôi luôn nè. Quá đỉnh luôn. Rồi, chỗ này thì anh em mình sẽ không quên cái nhiệm vụ quan trọng nữa. Đó chính là chạy ra, anh em mình sẽ thu hoạch thêm một ít nữa ha. Đó, quá tuyệt vời luôn. Vô keo liền. Đây rồi, pha này thì chúng ta sẽ nhờ đến thành viên này đi. Ô la la, quá mạnh mẽ đi các bạn ơi. Rồi, anh em chúng ta đang cố gắng cứu kéo lượng máu của tem bạn xuống. Rồi, pha này mình sẽ cho con ma cà rồng đi. Ui, nó nhanh quá các bạn. Quá nhanh luôn, bé trâu mũi hoàng đã lao ra xử lý vấn đề rồi. Victory, anh em mình lại có thêm một chiến thắng nữa nha. Chỗ này thì, ui, 102. Rồi, tới công chuyện luôn. Đầu tiên thì anh em mình sẽ cưa bớt một cái lượng máu của tem bạn. Sau đó thì mình sẽ nhờ cái thành viên này ra nha. Wow, và đây là Nessie. Nessie level là 40 ha. Bé này thì chắc có lẽ là anh em mình cần phải cưa máu đi. Đó, sau đó thì... ui trời, 40.000 máu. Còn 40 thì mình hút máu nhãn cái là qua được rồi. Wow, với cái bé chim này, với cái bé chim ưng này, anh em mình cần phải nỗ lực hơn. Đây, siêu phẩm xuất hiện. Cứ chạy là chúng ta sẽ có một cái làn lửa đỏ rất là đẹp luôn. Wow, victory nha mọi người. Chỗ này thì chúng ta sẽ đi thu hoạch thêm một ít nữa ha. Quá tuyệt vời, chỗ này mình đã được 14 trên 29 rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đến với khu vực arena và vào đây làm mưa làm gió coi nổi hay không nha các bạn. Wow, level 50. Ui, 59 luôn các bạn ơi, 4 sao. Thành viên này thì được đam với mình cho nên mình buộc phải né thôi, không còn cách nào khác luôn. Rồi, pha này thì anh em mình có thể chiến được nhưng mà tỷ lệ win của mình không cao nha. Đây thì anh em mình sẽ ra mở thêm cái khiên để tăng cái khả năng win lên. Đây, vô keo. Ca này thì thấy cũng hơi khó với mình đấy. Nhưng mà không còn cách nào khác cả các bạn ơi. Anh em mình buộc phải chiến đấu trong khu vực này thôi. Sát thương được nhân 2. Ui, tên bạn level là 50 luôn. Ui, sát thương mình cũng được tăng nữa nè. Tới công chuyện liền. Rồi, thành viên tiếp theo, anh em mình sẽ nhờ đến bé Kinh Công đi ha. Kinh Công của chúng ta sẽ kéo bớt cái lượng máu của tên bạn xuống. Đó, kéo thêm một cái nữa đi nè, cho nó chắc gạo.
Rồi, sau đây thì bé trâu của mình sẽ ra và giải quyết được cái vấn đề này. Ô la la, no dam. Cái chiêu này nó no dam với cái team mình các bạn ơi. Hai thành viên bên trong thì mất một cái lượng máu khá khá rồi. Bé này thuộc dòng Heroic và cũng khá là mạnh mẽ luôn. Level hiện tại là 45. Đó, Heroic Titan kèm ma cà rồng luôn các bạn ơi. Sự kết hợp rất ghê gớm nha. Victory, và lần này anh em mình gặp phải những cái đối thủ tầm cỡ hơn. Các bạn thấy chưa? Chứ mình thấy là đối thủ này là cũng cay lắm rồi đấy. Chỗ này thì mình không quên cái nhiệm vụ đó là mình sẽ ra mình thu hoạch nhẹ thêm một cái nữa. 17 trên 29 nha. Vô keo. Rồi, pha này thì sát thương mình được nhân 2 nè. Đó, tới công chuyện luôn nha. Wow, anh em mình câu kéo rất ghê gớm các bạn ơi. Tiếp theo thì mình sẽ cho thành viên đó là bé Kinh Công. Wow. Lại một pha quýnh sông chạy nữa đến từ cái bé rồng vượt thời gian. Con rồng vượt thời gian này thì nó khá là mạnh các bạn. Bé ấy gõ mình một hit là cũng được 70 mấy ha. Đó, lượng đam rất là gắt luôn. Trận này win nhưng mà anh em mình đã phải hy sinh hết một cái con rồng khá là mạnh của team. Đó chính là đây, thuyền trưởng siêu đẹp trai của anh em mình. Đó, chỗ này thì chúng ta sẽ ra thu hoạch nhẹ thêm một ít nữa ha. Và anh em nào trong team thì nhớ làm nhiệm vụ nha mọi người. Bạn nào mà làm biến thì mình sẽ đá đít ra để tuyển thành viên mới về. Có bạn comment hỏi là anh ơi nhiệm vụ này làm như thế nào thì đây, các bạn thấy quả trứng đúng không nè. Quả trứng thì các bạn sẽ đem cái quả trứng này, các bạn sẽ đi vô xem đây những cái quả trứng, các bạn sẽ thả những cái quả trứng ra là ok nha. Rất là đơn giản luôn các bạn, không có gì gọi là khó khăn hay phức tạp cả. Đó, vậy là xong, mình thả ra xong rồi mình bán luôn. Rồi, ui, anh em mình đạt được rương 6 luôn rồi các bạn ơi, còn tầm khoảng một ngày nữa. Nhưng mà có nhiều bạn không có làm nhiệm vụ nè ha, tại buộc phải kích ra để đưa thành viên mới về nha. Đây, anh em có gì thông cảm nha. Tại nhiều bạn không có làm nhiệm vụ á, mà các bạn không có làm nhiệm vụ thì các bạn cũng không có nhận được cái phần thưởng đâu nha. Đó, cho nên là I am sorry nha. Ok, có gì anh em nào còn chơi thì có thể ra nạp đơn lại sau. Nhưng mà cái này thì hắn ta sẽ tuyển thành viên mới về nè. Đó, đây, 1, 2, 3, 4, đây, ưu tiên người Việt Nam nha. Rồi, vô luôn. Rồi, ok luôn. Ngon lành cành đào, để mình xem tầm khoảng ngày mai đi ha, 24 tiếng. Thì bạn nào mà không có làm nhiệm vụ nữa thì mình sẽ kích ra nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ đi thu hoạch thêm một ít nữa. Wow, hiện tại đã được đó là 19 trên 29 rồi các bạn ơi, cố lên. Wow, ca này hơi cay đó. Nhưng mà mình cũng phải ráng gồng thôi chứ sao, con này level 60 là nó ngang ngửa với cái con trâu của mình. Mà lượng đam, thôi thôi không được các bạn, tính toán như vậy là mình sẽ quýnh không lại đâu. Thay đổi chiến thuật liền. Wow, 55, thành viên này đang sử dụng chiêu đặc biệt với mình. Quýnh mình hai cái luôn các bạn ơi, ép cái lượng máu mình từ 100 mấy mà bây giờ còn có 9000 à, 9049 giọt. Chơi như vậy thì thiệt tình là quá là bá đạo rồi. Phải xử lý tiếp theo thì anh em mình sẽ nhờ đến là thành viên bé trâu đi các bạn ơi. Đây, anh em không giải quyết được thì để anh trâu ra cân team nha. Cân gọi là sạch sẽ luôn. Wow, tiếp theo thì sẽ đến với cái bé thủy quái nha các bạn. Sát thương mình đã được tăng gấp đôi. Wow, cố lên nè. Chỗ này thì đây rồi, qua cửa luôn. Quá tuyệt vời. Sau đây anh em mình lại đến với cái chỗ đây, nhiệm vụ cao cả luôn. Ui, số game của mình hiện tại nó là được 100 viên các bạn ơi. Con số tròn tệ, dễ sợ.
Và mình gần hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi, được 23 trên 29 rồi ha. Cố lên. Đây, sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Vô kèo. Wow, sát thương bé này lợi hại quá. Rồi, cố lên anh em ơi. Wow, sát thương mình lại được nhân 2 nữa nè. Rồi, tuyệt vời luôn. Ui, gặp đội hình bèo rồi các bạn ơi. Pha này anh em mình sẽ có một cái kèo gọi là lật lại khá là ổn đây. Đó, tới công chuyện luôn. 23 trên 29 rồi. Còn tầm khoảng 6 cái nữa thôi là anh em chúng ta sẽ ngon lành lại ha. Wow, pha này anh em mình phải làm sao đây? Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ phá cái bộ giáp trước nha. Sau đó thì anh em mình sẽ bắt đầu tấn công. Wow, cố lên các bạn ơi. Rồi, khi pha này mình sẽ cho cái bát trâu mũi khoan ra nha mọi người. Victory, lại thêm một chiến thắng êm đềm nữa. Wow, 55, 55, 70. K này thì hơi căng, cho nên mình sẽ đổi. Đó. Sẽ không làm anh em mình thất vọng đâu ha. Rồi, được 24 trên 29. Chỗ này anh em mình cần thêm tầm khoảng 5 cái nữa thôi các bạn. Chỉ 5 cái nữa thôi. Rồi, vị trí này thì anh em mình sẽ cho bé trâu mũi khoan ra. Đó, phá giáp là vô kèo liền. Wow, tên bạn đang bật chiêu đặc biệt luôn. Rồi, chuyện gì tới nó tới nha. Lần này thì mình sẽ xài... Ôi, thôi thôi, mình lụm luôn con này trước đi cho nó chắc các bạn ơi. Con này nó ghê lắm. À, tên bạn có con rồng hồi sinh nè. Ca này nó mới khó với mình đi các bạn ơi. Rồng hồi sinh nó sẽ có cái khả năng gọi là triệu hồi lại cái thành viên vừa bị hạ xong. Đó, ca này rất là gắt luôn. Mà là anh em mình phải chiến đấu với cái con này một lần nữa nè. Cày quá nha. Ôi, nó triệu hồi cả khúc máu luôn á các bạn. Rồi, pha này anh em mình dặm cái đi cho đi bụi trước con. Wow, xài chiêu đặc biệt luôn, nó quýnh mình hai cái nè các bạn ơi. Còn búp máu nữa. Không những quýnh mình hai cái mà còn xài là cái chiêu búp máu nữa mới đau. Ôi, ca này thật sự khó với mình luôn ấy. Wow, ráng lên anh em ơi. Rồi, vị trí này anh em mình sẽ xài tới khủng long đi. Wow, chơi chiêu đặc biệt luôn. Yeah, trận này mình vẫn qua cửa được nha mọi người. Chỉ có điều là hy sinh hơi nhiều đấy. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ xem thử coi. Đó, được thêm một ít nữa ha. 25 trên 29, gần xong nhiệm vụ luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì nhớ để lại cho hashtag một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.